Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quý vị, cơ quan CBP của Hoa Kỳ lại hứng chịu một cái sự chỉ trích mới sau khi mà có một đứa trẻ thứ nhì cũng lại là gốc người Guatemala bị thiệt mạng trong lúc mà đang chịu sự giám sát của CBP. Thì tin tức cho biết là đây là một bé trai 8 tuổi và trong lúc mà đang ở cái detention center của CBP thì em bị có những cái dấu hiệu bị bệnh và sau khi được đưa vào bệnh viện thì lại qua đời. Thì danh tính của em được xác nhận là Felipe Alonso Gomez, thưa quý vị. Thì theo như CBP cho biết là Felipe và cha bị bắt khi mà vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ tại El Paso, Texas vào hôm 18 tháng 12. Và hai cha con này được đưa đến một cái trạm của CBP cách đó khoảng 90 dặm. Thì vào ngày 24 tháng 12, Felipe bị ho rất là nhiều. Và sau khi mà em được đưa đến bệnh viện thì em được chẩn đoán là sốt cao tới 103 độ. Tuy nhiên vào chiều cùng ngày thì Felipe được thả về sau đó vài tiếng, nhưng mà rồi lại từ ở trong cái detention center đi vào bệnh viện một lần nữa khi mà cái triệu chứng trở nặng. Và chỉ 3 tiếng sau, nghĩa là vừa qua nửa đêm ngày 24 thì em đã qua đời. Thì được biết là thường đó, các detention center của CBP chỉ giam giữ những cái di dân này không quá một ngày hoặc là nhiều nhất là 72 tiếng rồi họ phải chuyển cho cơ quan ICE, là bởi vì những cái nơi mà giam giữ của CBP không có được nhiều cơ sở vật chất và ít được hỗ trợ hơn là ICE. Và chính vì vậy cái người đứng đầu của CBP là ông Kevin McAlinen, như trong hình ảnh ông nói rằng có lẽ là CBP cần sự trợ giúp của Quốc hội, thưa quý vị, là bởi vì họ cần được cấp ngân sách cũng như là để mà chi trả cho những cái dịch vụ y tế sau khi mà có liên tục hai đứa trẻ đã bị thiệt mạng sau khi mà được giam giữ ở đây. Sau đây là một bản tin mà phải gửi đến quý vị mà thôi, bởi vì cho thấy cái sức người, mình hay nói sức người có hạn, nhưng mà trong trường hợp này rõ ràng là sức người thật là phi thường. Nghe bản tin này mình phải nể phục. Một người đàn ông có thể nói thanh niên, anh mới có 33 tuổi thôi, anh tên là O'Brady, cư dân của Oregon, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử thế giới băng ngang Nam Cực. Oh man, đây là Nam Cực thưa quý vị, Antarctica. Và đây là cái khu vực không có người ở, họ chỉ dựng những cái trạm để kiểm tra và cũng như có những cái phái đoàn thám hiểm khoa học ra đến đây đặt những cái trạm này để đo lường nhiệt độ quả đất, chứ còn sống thì chẳng ai sống ở đây được, bởi vì quá lạnh, 24/24, 365 toàn là tuyết và băng đá mà thôi. Mà quý vị đã nghe nói rồi, Bắc Cực thì có người, nhiều người đi di chuyển tới lui, tàu bè nhiều băng qua cái khu vực Bắc Cực, nhưng mà riêng với Nam Cực thì hầu như không ai tới cả. Nhiều người đã nuôi mộng để có thể băng ngang với một cái chiều dài, chiều ngang 930 dặm, thưa quý vị. Và cái anh chàng Colin O'Brady này, đầu óc phải nói rằng anh muốn chinh phục một cái điểm mà chưa ai làm được cả. Năm 2016, có một người thám hiểm gốc Anh đã cố gắng thực hiện cái chuyện băng ngang Nam Cực này một lần rồi. Thế nhưng về gần tới điểm thì kiệt sức mà chết. Cho nên họ nói rằng hầu hết tất cả mọi người nói cái việc mà băng ngang đây đó, nếu mà không có được sự hỗ trợ của cái phái đoàn đó, sẽ không bao giờ băng qua được. Đằng này thưa quý vị, O'Brady
trong suốt 55 ngày trời đi bộ một mình, không có ai hỗ trợ hết, không có trực thăng là chết là chết đó. Mà chết là mất xác luôn, chứ còn người ta cũng không biết nữa, ngoại trừ anh phải mang theo cái đồ định vị. Thì đồng ý anh có mang theo cái đồ định vị. Nhưng mà chưa hết, thưa quý vị, băng ngang một cái khoảng trống không như thế này mà như thế nào, còn phải kéo theo 300 pounds đồ đạc, bao gồm lều nè, rồi thức ăn nè. Đây là một tấm ảnh anh đang ngồi ăn và vừa đi vừa chụp hình. Và cũng thương lắm, đi tới đâu thì gọi về cho vợ. Mà tôi thấy ông người vợ cho anh đi cũng lì thật đó, bởi vì đi là mất xác rồi. Thì hai người chấp nhận cái chuyện mất xác của rồi gia đình nữa. Thì anh nói rằng đi tới đâu thì anh gọi điện thoại về tới đó. Anh có mang theo cái máy truyền tin để có thể lấy được những cái sóng. Và cứ thế mà cặm cụi mà đi, thưa quý vị. Vào ngày Giáng sinh vừa rồi, anh đã kết thúc cái chặng đường dài 930 dặm chưa ai làm được, và trở thành người đầu tiên trên thế giới băng ngang vùng Nam Cực một mình, không có bất điều cứ điều gì hỗ trợ, không có cả con chó để kéo anh nữa. Cái chuyện có con chó nó kéo trên vùng Alaska là cái chuyện tình thường. Đằng này anh nói rằng cái khó khăn nhất của anh đó là leo đồi, bởi vì trên cái vùng Nam Cực này có những cái ngọn đồi nó không có cao lắm, nhưng mà anh phải kéo lê cái chiếc tàu, mà tàu hàng của anh đó, để khi mà anh ban ngày thì cặm cụi mà kéo cái tàu đi, và ban đêm đó phải dựng lều để nghỉ qua đêm. Mà cứ thế đi trong vòng 930 dặm. Anh nói rằng những cái dặm cuối cùng đó, họ nói rằng 80 cây số cuối cùng là cái thời gian mà mấy lần anh tính bỏ cuộc, anh quá mệt rồi. Nhưng mà mỗi khi mà anh đi được vài bước đó thì tự nhiên người anh phấn chấn lên. Và anh thường anh nói như thế, anh tự hỏi cái cơ thể của anh, mình phải đặt câu hỏi với cơ thể mình. Ok, O'Brady, liệu rằng mày có thể đi tới ngày mai, đi tiếp tục, thức dậy nổi hay không? Thì có những đêm anh ngủ và anh ngủ thiếp đi, anh nói rằng anh không biết sáng ngày mai anh có dậy được hay không nữa. Yeah. Vậy mà sáng mai, đúng 6 giờ sáng hay 5 giờ sáng thức dậy, thế là dọn dẹp cái lều, gói cái lều lại và cứ thế cặm cụi đi tiếp. Và anh đến nơi thì anh nói rằng anh bây giờ anh muốn ăn sushi. Sushi và xà lách. Anh nói hai cái món thức ăn đó, cá sống và xà lách, là hai thứ mà anh thèm nhất trong suốt chặng đường 50 mấy ngày trời băng qua Nam Cực, thưa quý vị. Thật là phi thường. Chúc mừng O'Brady của Oregon, Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa quý vị. Trong khi đó thì mới cách đây vài tuần, quý vị cũng có nghe là cái từ của năm Word of the Year đã được Oxford hay là Merriam-Webster họ bình chọn. Thì có một cái tổ chức lâu đời của bên Anh Quốc gọi là Hiệp hội Thống kê Hoàng gia Anh, gọi tắt là RSS. Họ cũng công bố mỗi năm, nhưng mà họ công bố những cái con số thôi quý vị. Và những cái con số này thì được các chuyên gia và các nhà khoa học trông chờ, là bởi vì những cái con số này phản ảnh một cái vấn đề ảnh hưởng đến toàn cầu trong nguyên một năm qua. Thì cái bản công bố này được gọi là Statistics of the Year. Và cái con số mà quan trọng nhất của năm đó là 90.5%. Thì 90.5% này là tất cả các đại dương, sông ngòi và dưới đất ở trên toàn cầu hiện nay đang có một cái lượng rác thải là 90.5% rác thải nhựa thôi quý vị. Thì đồng nghĩa với cái việc là hiện nay con người chúng ta đang sinh sống với 5.7 tỷ tấn rác tích tụ trong hơn 60 năm qua, tính từ cái thời mà công nghệ chế biến được nhựa bùng phát. Thì được biết là có 78.5% số rác nhựa này đang nổi lên phình ở trên các biển, sông ngòi, còn hơn 12% là được chôn hoặc là đốt. Thì được biết là từ cái con số 90.5 này, tờ Business Insider họ đã làm ra một cái phép tính như thế này: nếu như có cái công ty nào mà đi gom hết cái số rác này và tái chế lại thì họ sẽ nhận được cái số tiền sau đây. Thưa quý vị, 90.5% này chúng ta phải cần một cái loại bao rác đặc biệt để mà chứa. Thì mỗi một cái bao chứa được 30 chai nhựa,
Thì tính như vậy một bao thì đáng giá là $1, tại vì một cái chai chúng ta recycle bán được là 5 cent. Thì nếu mà và cần đến 7.200 cái bao để mà thu hết tổng cộng rác nhựa ở trên thế giới này, thì nếu mà bán đi cái công ty này, họ bán 7.200 cái bao này, họ sẽ thu về cái số tiền là 7.200 tỷ đồng, thưa quý vị. Wow. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.